cùng, loại này khá là hay, capitalize. Biết là loại gì không? Capitalize là cứ mỗi cứ cái chữ cái đầu tiên của các từ ấy viên hoàn. Xem nào. Thấy không? Tất cả các chữ cái đầu tiên của các từ thì sẽ được viết hoa. Chữ cái đầu tiên là cái gì? Cứ cái chữ nào đặt sau dấu cách thì đấy là chữ cái đầu tiên, hoặc đặt sau dấu phẩy, dấu chấm thì đấy là chữ đầu tiên. Tiếp theo chúng ta có những cái thuộc tính về text nữa còn nhiều lắm. Text indent. Indent là khoảng cách, khoảng cách từ cái từ đầu tiên ở trong một dòng đến lề của nó. Được chưa? Từ đầu tiên của cái dòng đấy sẽ cách lề ra bao nhiêu pixel thì dựa vào thuộc tính text indent này. Được chưa? Đơn giản vậy thôi. Đấy nha, tôi set cho nó một cái là 20 pixel. Thì các bạn xem hiện tại là cái chữ lorem nó sát lề đúng không? Cách trong khoảng đúng bằng 20 pixel. Đấy là cái giá trị của text indent. Chúng ta có những cái letter spacing, word spacing. Ví dụ letter spacing nó chính là khoảng cách giữa các cái ký tự. Đây chúng ta xem. Chẳng nhớ là chữ hay ký tự. Ký tự. Letter là ký tự mà. Đây letter spacing bằng 3 pixel, tất cả các ký tự cách nhau đúng 3 pixel. Letter spacing cách nhau âm 3 pixel, tức là nó dí sát dạt vào nhau. Thì hãy lưu ý. Giá trị là cái thuộc tính là letter spacing. Line 2. Line 2 là độ cao của một dòng. Độ cao của một dòng. Thì chúng ta có thể là ví dụ một dòng chúng ta kết thúc bằng cái đuôi BR, cái dấu cái thẻ BR đúng không? Thì cái dòng đấy nó có khoảng cách dài hay ngắn so với các cái dòng khác ở trong một đoạn của nó ấy. Thì dựa vào cái line 2 bây giờ chúng ta xem. Nhìn thấy không? Đây line 2 của thằng này mà 0,7 này. Các bạn nhìn nó dí sát nhau đúng không? Bây giờ tôi giảm nữa xuống nhá. Các bạn nhìn nó trông như nào. 0,3. Thấy không? Dòng nó cách nhau cực kỳ ít, cho nên là nó bị đẩy sát vào nhau. Nó lồng vào nhau. Thì đây là cái giá, cái thuộc tính là line 2. Bây giờ tôi thử cho cái này, thử các bạn xem. Đây là một trong những ứng dụng này. Background là bằng màu green. Xong rồi. Bạn nhìn thấy dòng như bằng này đúng không? Giờ chúng ta có line 2 0,3 này. Bây giờ nhá, tôi sẽ cho cái này nó cao hẳn lên. 2 bằng 30 pixel. 50 pixel, 100 pixel đi. 100 pixel. Được chưa? Bây giờ yêu cầu là tôi cần phải có một cái đoạn text làm sao cho chữ nó nằm ở giữa. Nằm ở giữa cái dòng này. Có đấy, chuyện đấy bình thường và thường xuyên gặp. Chúng ta có hai cách làm này. Có một cách rất là nổi tiếng, đó là sử dụng tổ hợp 2 và line 2. Bây giờ thằng 2 này bằng 100 pixel đúng không? Thì line 2 của chúng ta cũng bằng 100 pixel. Thấy không? Nó tự động nó đưa cái text này vào giữa của cái dòng có độ cao là 100 pixel luôn. Đấy là cái tổ hợp line 2 và 2 để giúp cho chúng ta căn giữa một cái đoạn text hoặc một cái phần tử nào đó vào giữa một cái khoảng có độ cao nhất định. Này không dùng vertical align được. Được chưa nhỉ? 2 và line 2 đây là một tổ hợp rất hay dùng. Text direction thì dễ rồi. Word spacing. Đây là cái khoảng cách giữa các cái từ.
khoảng cách giữa các từ thì nó là word spacing. Cái thằng này không ảnh hưởng gì cái khoảng cách giữa các ký tự ở trong từ nhé. Nó chỉ ảnh hưởng đến cái dấu cách này. Đây là một dấu cách. Nếu mà chúng ta để word spacing nó nhỏ thì cái dấu cách, thì cái khoảng cách của dấu cách này nó sẽ rất là ít. Thì đấy là cái tác động của nó đến cái thẻ HTML của chúng ta. Text shadow, cái này khá hay. À, đổ màu vào chữ, đổ bóng vào chữ. Đổ bóng vào chữ. Text shadow. Đây. Các bạn thấy không? Đây là cái gì? Cái giá trị đầu tiên là cái gì? Các bạn thử đoán xem. Từ đâu bóng bóng ừ thì tất nhiên cả hai cái đều là khoảng cách bóng mà. Đây. Từ trái qua phải. Đúng rồi. Còn cái thứ hai là từ trên xuống dưới. Bóng thì nó chỉ có hai chiều thôi mà. Ừ, bóng dưới chân chúng ta này, chúng ta đứng ở mặt trời và chúng ta đứng ở phía đông mặt trời thì bóng đổ sang đâu? Bóng đổ sang đâu? Bóng đổ sang tây á? Đúng rồi. Đây. Ví dụ các bạn lấy một cái đèn. Đây là hướng đông này. Chúng ta đang ở phía tây của mặt trời đúng không? Thì chúng ta chiếu một cái đèn từ hướng đông sang cái sang ngón tay của chúng ta thì là bóng đổ sang đúng cái hướng mặt trời chiếu sang đúng không? Rồi, xong. Thì đây là cái hướng bóng đổ sang ngang. Chứ thực ra nhưng mà thực ra khi mà chúng ta soi đèn ấy chẳng bao giờ có chuyện là nó đi ngang thẳng bằng nhẹ cả. Đúng không? Rồi soi từ dưới lên hoặc soi từ trên xuống. Đúng không? Thì vậy thì nó sẽ có khoảng cách bóng hất từ trên xuống và hất từ cái check, chiều check của chúng ta. Thì ở hai chiều đây trong HTML của chúng ta là khoảng cách từ trên xuống dưới, khoảng cách từ trái sang phải. Thì ở đây chúng ta có hai cái độ dài quy định. Ở đây là khoảng cái giá trị đầu tiên là khoảng cách từ trên từ trái sang phải. Cái thứ hai là từ trên xuống dưới. Cái giá trị thứ ba là gì? Màu của bóng. Bây giờ tôi bỏ tạm cái này đi. Được chưa? Thì nó thành màu gì? Đen luôn nhá. Bây giờ tôi bỏ luôn cái giá trị này đi. Tôi để đây là 15 pixel rồi. Có gì không? Không. Bây giờ tôi thêm một cái giá trị là CCC. Có gì không? Không. Và chúng ta phải đầy đủ 3 tham số này thì nó mới chạy. Được chưa? Lưu ý đây là cách dùng của cái thuộc tính là text shadow. Màu đổ màu chữ, đổ bóng của chữ. Ngoài text shadow chúng ta còn có box shadow nữa. Đây nha. Box shadow. Chẳng nhớ cách dùng của cái này. Đây, cũng có box shadow. Đấy, cũng đơn giản như vậy đúng không? Là cái giá trị đầu tiên là từ hất từ bên phải, bóng dài từ bên trái sang bên phải là bao nhiêu pixel. Cái thứ hai là bóng dài từ trên xuống dưới là bao nhiêu pixel. Box shadow. Chúng ta còn có cách dùng khác cơ. Cái màu này chúng ta có thể là sử dụng cái trò khác, ví dụ như kiểu là RGBA chẳng nhớ 255. Nhưng không phải. Không phải cái này. Để tôi xem lại, tí tôi xem lại cái box shadow thì mình sợ rồi tôi hướng dẫn nhá. Rồi xong. Tiếp theo chúng ta đến cái hết về text rồi nhá. Bây giờ chúng ta học lướt qua về background này, border này, margin padding này, text này. Bây giờ chúng ta đến phần font. Cái này sẽ quyết định font chữ của chúng ta nó là font chữ gì. Và chúng ta thực hành luôn. Thứ nhất, chúng ta phải phân biệt được khi trước khi vào học về font thì chúng ta phải phân biệt được hai loại font chữ chính ở trong cái lập trình web. Chúng ta có hai loại font. Thứ nhất là sans serif và serif.
Serif là gì? Các bạn nhìn thấy hai thằng này, một thằng là cái phông chữ này gọi là có chân, được chưa? Cái loại này có loại có chân, còn thằng này là có loại không chân. Đây là có chân này, nó thêu thừa những cái móc này, gọi là phông chữ có chân. Còn phông chữ không có chân là sans serif, là nó như thế nào? Hai loại này hoàn toàn khác nhau. Và các bạn nên biết cái loại phông chữ nào dùng cho những cái trang web như thế nào thì hợp lý. Ví dụ như này nhé. Ví dụ chúng ta vào Lazada đi. Đây, chúng ta vào Lazada. Đây là loại chữ gì? Không chân đúng không? Rồi tôi thử nhá. Phong Family bằng Time New Roman. Đúng nhỉ? Đúng rồi, Time New Roman. Các bạn nhìn này, đây là chữ có chân. Thấy không? Đây là chữ có chân này. Thì khi mà các bạn sử dụng cái chữ có chân ấy, hoặc là ví dụ chúng ta vào một cái trang nhiều text nào đấy đi. Ví dụ như vào về 24 giờ đi, lại 24 giờ. Thì chúng ta nhìn cái đoạn này, đoạn chữ này. Chúng ta nhìn khi mà chúng ta đọc nhiều cái loại chữ có chân, đây là có chân rồi nhá. Không phải lóa. Các bạn nếu mà đọc nhiều cái loại chữ có chân này, chúng ta cảm giác rất là mỏi mắt. Bởi vì khi mà chúng ta quan sát ấy thì chúng ta cái mắt của chúng ta nó sẽ là kiểu là cái phản xạ, nó sẽ tự động nó để ý cả những cái ký tự đuôi của nó thừa ra. Thì chúng ta sẽ cảm thấy nó khá là mỏi mắt. Và thường thường ấy, cái kiểu sans serif này, cái kiểu serif này, nó ra đời từ thời Trung cổ. Tức là cái thời mà những cái thế kỷ mười mấy ở châu Âu ấy. Thì đây là những cái kiểu chữ dành cho quý tộc, dùng để viết thư, nhưng mà viết thư kiểu dạng trang trọng. Đó, những cái văn bản trang trọng, ví dụ đơn từ liên quan đến nhà nước, hoặc là người dưới gửi người trên, thì người ta hay sử dụng cái kiểu chữ như này. Kiểu chữ này có một đặc điểm, thứ nhất là nó đem lại cái cảm giác lịch sự, cái thứ hai là đọc nó rất là mỏi mắt. Đấy là cái nó đem lại, được chưa? Thì cái này nó phù hợp với đơn từ. Nhưng mà những cái loại website mà hiển thị chữ của chúng ta, mà báo chí rồi thì là thương mại điện tử, mà để cái kiểu chữ đấy thì chắc là người ta nhìn người ta chán ngay, không phù hợp. Cho nên là sau này cái thế giới hiện đại ra đời ấy, thì người ta phát triển một loại phông chữ khác bổ sung cho cái sans serif kia, nó là loại chữ serif. Serif kia là nó sẽ phát triển cái hệ phông chữ là sans serif, là không có chân. Thì thứ nhất, người ta sẽ bớt cái không gian để trình bày, phải trình bày cái chân kia đi, rút ngắn cái độ rộng của một dòng. Tức là trên một dòng người ta có thể viết được nhiều chữ hơn, lượng thông tin người dùng có thể đọc được nhiều hơn. Thì đấy là những cái trang web của chúng ta thường thường sẽ sử dụng cái dạng chữ là sans serif. Thì đấy là cái hai cái loại phông chữ. Thì chúng ta có cái thuộc tính đầu tiên cần phải sử dụng, đó là phông family. Đây là cách dùng phông family. Đây là tên phông, được chưa? Tên phông và kiểu chữ và serif. Thuộc tính phông family, tên phông, kiểu chữ. Được chưa nhỉ? Khi mà nhắc đến đây thì chúng ta sử dụng, tôi dạy luôn chúng ta cái cách để áp dụng một cái phông vào trong website của mình. Chúng ta có thể tải cái phông đấy về 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 cái website của mình và ứng dụng nó luôn. Chúng ta vào theo tôi là vào sử dụng là vào phông.google.com.
Phone có S gì nhỉ? Phone S gì nhá, .google.com. Trong này có rất là nhiều kiểu phone, có thấy không? Đây, hai cái này đã thấy khác nhau rồi đúng không? Khác hẳn so với cách chúng ta dùng. Còn có cả kiểu code này, ông nào thích đi xăm kiểu code thì viết tên mình thì copy kiểu phone rồi về viết. Để tôi coi có cái kiểu phong nào nó nhìn nó hay hay tí. Kiểu comic. Đây. Kiểu này, chúng ta dùng kiểu phong này nhá. Áp dụng vào trang của mình nhá. Rồi. Các bạn add nó vào. Ở đây nó có cái nút cộng đúng không? Các bạn bấm vào nó để cho ảnh dấu trừ đi. Làm đi. Thử xem sao. Đó, chúng ta chọn xong này. Xong chưa? Xong rồi bấm cái này lên. Chọn phần download, hover đây. Chọn phần download xuống này. Đó, chúng ta sẽ có cái indieflower.zip này. Đây chính là tên phông. Được chưa? Xong. Giải nén nó ra. Giải nén này. Xong copy. Copy cái này. Copy cái thư mục giải nén ấy. Pệt vào trong cái bài của chúng ta ngày hôm nay, ví dụ là 06 này, public này. Tôi tạo thêm một cái thư mục nữa. Đây tên thư mục là phong. Phong nhét nó vào đây. Pệt xuống này. Được chưa? Bây giờ chúng ta có cái thư mục là public phong indie flower và tôi sẽ có cái indie flower.ttf. Được chưa? Phong này có license luôn, bản quyền. Được chưa? Chúng ta có cái này chưa? Rồi, chúng ta sẽ sử dụng, có thể là nhét thêm cái phong này vào trong website của chúng ta bằng cách sử dụng cái a còng phong face, phong face, a còng phong face. Chúng ta có phong trừ family bằng một cái tag. Đây ví dụ tôi tên là Thiện TH. Phong, tôi đặt tên cái phong này ở trong website của tôi tên là Thiện TH. Sau đó tôi có một cái URL. URL hay cái gì nhỉ? Quên sử cách viết rồi. Chờ tí nhá. CSS phong face. Đây, src. src 2 chấm url bằng chấm chấm sược phong sược indo flower đúng không, indie flower đúng không, pname, nhúng cái phong này vào sược indie flower viết liền chấm ttf. Đây chúng ta khai báo chúng ta sử dụng cái phông này với cái tên này. Bây giờ chúng ta muốn đổi tất cả các cái chữ viết ở trong cái thẻ Square của chúng ta chuyển sang dạng này, chúng ta đơn giản là phông family bằng cái Thiện TH. Xem nhá. Đây dùng này không? Được chưa? Đấy, tất cả các chữ viết hết bằng này. Được. Nhưng mà chẳng thằng Hâm nào dùng sao à? Dùng sao cũng được nếu mà các bạn thích. Đây. Chuyển hết sang sao. Sao phong family .th. Bây giờ các bạn viết ở đâu nó cũng thành như này, kể cả submit. Được chưa? Đây là cách nhúng một cái phong mà máy chúng ta không có vào trong website của mình. Đây là cú pháp. A còng phong phây
đi cùng với phông family và src, đưa cái đường dẫn đến cái phông chúng ta tải về. Được chưa? Bây giờ nhá, bài tập của chúng ta như sau này. Bài tập của chúng ta như sau này. Chúng ta còn giữ cái bài mà copy nội dung của bài báo không à? Lên tải về cái thư mục Google Drive của các bạn vẫn còn nguyên. Tải bài của mình về. Sau đó các bạn lên Google Form này, các bạn import cho tôi một cái form nào các bạn thích vào trong cái bài đấy. Luyện tập luôn, bài nhỏ nhỏ. Luôn vào ngay. Cho các bạn 10 phút. Bây giờ là 2 giờ 30 cho đến 2 giờ 40. Tôi sẽ kiểm tra. Đấy.
Không nhớ chưa đấy, cô tách bình thường không gì cao siêu đâu. Không nhớ làm gì mà vất vả đấy. Cái tên phông này các bạn đặt cái gì cũng được nhé, tên mình cũng được, tên nạ cũng được nhé.
Không nhớ. 20 phút rồi. Cho tôi ngó qua cái nào. Các bạn có team view không? Cho tôi ngó qua bài của các bạn chút. Xem là đến đâu rồi. Quay lại để còn lưu vào video. Nó đọc cho tôi một bạn đọc cho tôi nè. Đọc tôi cái số này này. Số này của các bạn với đọc cho tôi cái password của các bạn. Nào. 7425. Chín năm bảy hai sáu không bảy tám hai sáu hai bốn sáu. Đâu coi nào, mình nhập CS đúng không? Đây nhá, file main này các bạn nằm ở phía ngoài ngang hàng thằng phông này. Thế này, bạn nhìn thư mục của bạn đặt là gì? Không phải, chữ F viết hoa này. Ừ, đây cái này bạn viết hoa. Pacifico. Này copy ra đúng không? Hay viết text lại đấy. Ôi dồi ôi. Chuột phải vào đây. Rename, copy. Bệt xuống. Bệt xuống rồi. Hùng HM. Sao không family Hùng HM đúng không? Bạn dùng cái phông nào đấy? Đâu? Trông nó như nào vậy? Đây à? Để tôi coi lại nhá. Rồi. Main.css này sao phong family hùng hm phong srcurl phong co rồi có sai gì đâu ta thì đâu không có cái đoạn text kia bạn chạy sai file thì sao ấy. Đây. Ông chạy cái file ở đâu ấy? Được chưa? Sao? Đây này bạn sai ở chỗ này này. Thứ nhất là bạn chạy nhầm file. Bạn chạy file cũ rồi. Cái thứ hai là bạn copy phông về ok. Nhưng mà cái thư mục của bạn này. Đấy bạn viết là chữ phông chữ F nhỏ. Nó không đúng tên thư mục. Nó không link được đến cái chỗ này. Đúng chưa? Đấy là hai cái lỗi bạn gặp phải thì bạn sẽ không chạy được thôi. Rồi còn người khác nào? Có ai bị lỗi không? Lỗi thì phải báo để tôi sửa cho. Đúng chưa nhỉ? Rồi, thì đấy là về phông nhá. Tiếp tục. Tiếp tục này, chúng ta có phông style. Phông style. Đây là kiểu chữ. Đúng không? Kiểu chữ sẽ hiển thị như nào? Chúng ta có cái normal này, italic này, oblique này. Thử xem nhé. Đây. Italic, oblique. Italic là chữ nghiêng. Oblique mình chẳng biết nó là cái kiểu gì. Chịu. Cũng không thấy khác gì so với thằng kia đúng không? Đấy giống hệt nhau. Không phân biệt được. Đấy, normal, italic. Oblique.
Less support. Font size. Font size là quy định về kích cỡ chữ của chúng ta. Font size quy định về kích cỡ chữ, chúng ta xem đây. Thẻ H1 có font size 40 pixel. Tôi cho lên là 80 pixel thì nó to vật ra. Thấy không? Đấy là cái độ kích cỡ lớn, cái độ lớn của chữ thì là cái giá trị nó là thuộc tính font size. Còn bên này là đơn vị của kích cỡ đấy. Được chưa? Phong về với cái phong này chúng ta có hai đơn vị, một đơn vị bằng pixel, đơn vị pixel là đơn vị nhỏ nhất ở trong lập trình với CSS, còn đơn vị tiếp theo là đơn vị em. Đây. Một pixel à, một em bằng 16 pixel chứ không phải 1.6. Một em bằng 1 bằng 16 pixel cơ. Được chưa? Chúng ta có thể đơn vị bằng phần trăm nữa. Ngoài vật em hoặc pixel thì còn có đơn vị phần trăm. Tiếp theo là về phông weight. Phông weight thì chúng ta xem đây. Đây là phông weight. Normal này, lighter này, bold này, 900 này, hoặc là bolder. Thì chúng ta có những cái đơn vị, ví dụ như chúng ta nốt lại cho tôi nhá. Phông weight thì từ 100 cho đến 500 là nó giống cái text bình thường. Bởi vì chúng ta không phân biệt được. Phông weight là độ đậm nhạt của chữ thì là 100 đến 500 là text bình thường. Từ 600 cho đến 900 là chữ đậm. Thì từ bold, cái giá trị bold là bolder cũng là chữ đậm. Cái này thì đậm nhất so với những cái mới này. Cái này là chữ thường, đây là chữ in đậm. Hai cái này bằng nhau. Cái này đậm hơn một tí. Nốt lại. Phong variant. Đây. Nhìn thấy có gì khác nhau? Đó. Những cái chữ nào được, tất nhiên nếu đã là phong variant thì nếu mà small cap ấy thì là những tất cả đều chuyển thành chữ hoa đúng không? Nhưng mà các cái chữ mà là các bạn quy định nó viết hoa ấy, ở trong text ấy, thì nó sẽ được bôi đậm lên, kích cỡ cũng lớn hơn. Được chưa? Cái này thì rất ít dùng, tôi cũng chưa dùng bao giờ, đi làm chưa dùng bao giờ, nhưng mà vẫn phải có. Rồi hết rồi đấy. Đấy là các cái khái niệm về phông. Rồi chờ tí nha. Chúng ta có tiếp theo là cái display. Display. Display như hôm trước chúng tôi có nói chúng ta đúng không? Chúng ta có hai loại display chính. Đó là một loại là display dạng block, một loại là display dạng inline. Đúng không? Có hai loại chính. Thì chúng ta có, để tôi coi nào. Đây display block này. Cái thẻ span. Span nếu mà để bình thường tôi xóa cái dòng này đi. Bạn xem. Hai cái span này nó sẽ nối liền nhau. Đúng không? Đây chữ này là kết thúc ở chữ result in. Đây là dừng ở đây. Đúng không? Thì cái đoạn span tiếp theo nó nối tiếp vào đuôi, nó kéo hết cho đến bao giờ kết thúc của cái span thứ hai thôi. Nhưng mà bây giờ nếu mà tôi nhét cho nó cái span bằng block, span có display bằng block, thì các bạn thấy nó giống hệt như là thẻ P. Đúng không? Thì nó sẽ chuyển thành gì? Dạng text, và mỗi cái nội dung ở trong cái span này là một dòng riêng luôn. Đó là cái display block và display về inline. Các bạn lưu ý. Cái display inline nó còn có một cái đặc điểm. Các bạn xem này. Đây nha. Đây là display block thì các bạn nhìn nó chiếm hết một dòng đúng không? Bây giờ tôi chuyển nó về display inline nhé. Rồi, display inline. Các bạn nhìn thấy cái vùng màu xanh nó chiếm không? Đây là cái vùng màu xanh ở cái span, cái màu xanh kia kìa. Thấy không?
cái độ rộng của nó bằng cái gì? Đây dưới này. Span ở đây, cái thẻ span này tôi cũng chưa set cho nó là inline. Span inline rồi. Đây, ví dụ đoạn này tách bằng này đúng không? Tôi thêm một cái BR vào nữa chẳng hạn. Đây nha, tôi thêm một thẻ BR nữa vào đây. Rồi, để các bạn xem thẻ span ở dưới. Thấy sao? Cái độ dài của nó ấy, bằng chính cái nội dung của nó nhét vào. Được chưa? Cái độ dài, cái width của cái thẻ được set là display inline ấy, thì cái width của nó sẽ bằng cái độ dài của cái nội dung của nó chiếm được bao nhiêu thì nó rộng đúng đấy. Chúng ta thử nhét thêm cái này, cái thẻ này. Chúng ta tôi thử nhét thêm cái width vào nhé. Width bằng 800-700 pixel. Các bạn thấy nó có rộng ra. Đây, cái đơn vị này 334,33 này. Đây là độ dài. 18 là chiều cao. Được chưa? Bây giờ tôi xét lại cái chiều dài, cái độ rộng của nó 700 pixel. Nhưng các bạn xem nó có ăn không? Không ăn. Được chưa? Ngược lại nếu tôi để là block nhé. Bạn nhìn thấy độ rộng của nó bao nhiêu? 700. Đúng không? Đấy là một cái đặc biệt ở trong cái thằng display inline, là chúng ta không xét được độ dài, có nghĩa là cái chiều rộng ấy của cái thẻ được xét là inline, có cái display inline, không xét được width cho nó. Mà cái width của nó bắt buộc phải theo cái vùng và cái nội dung của nó chiếm, rộng bao nhiêu thì là thằng cha rộng bằng đấy luôn. Đó là cái đặc biệt. Nhưng bây giờ chúng ta thử sửa lại nhé. Chúng ta có một cái giá trị là display bằng inline trừ block. Display inline block. Thì sao? Đến đây thì cái thẻ span của chúng ta thấy độ rộng nó nhé. 700 x 18. Đúng không? Nếu tôi giảm xuống còn 400. Đây, 400. Và tôi xóa cái BR này đi. Delete element. Đây. Thằng này rộng 400 nhá, tôi giảm xuống còn khoảng 350. 350. Thằng này không ủn lên à. Đây, các bạn nhìn này. Thằng này nó chỉ rộng, nó vừa đây nha, tôi code lại cái đoạn này thì mới rõ này. Bởi vì chúng ta nhìn viết như này nó hơi khó dùng. Tôi có một thẻ span này. Span có style nhá. Style bằng display inline block này. Text. Được viết cái text bên ngoài này nhé. Rồi bây giờ chúng ta coi này, cái text của tôi này. Hai cái thằng này vẫn liền nhau được đúng không? Thứ nhất, cái thẻ ở trong này chiều dài của nó bằng bao nhiêu? 97,14 đúng không? Rồi, bây giờ tôi set cho nó cái width bằng 200 pixel. Nó bằng bao nhiêu? Width bằng 200. Nhưng mà nó lại cho phép cái thằng này nó nối tiếp sau khi nó kết thúc cái 200 đấy. Đó, tức là nó không chiếm hết một dòng. Được chưa? Thì cái thằng inline block nó là một cái thằng line giữa inline và block. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Thứ nhất là nó không phải là block ở chỗ nó không chiếm hết một dòng. Đúng không? Nếu mà chúng ta không set width cho nó thì width của nó sẽ bằng cái nội dung của thằng con. Đấy là line giữa thằng inline. Nhưng nó lại không phải inline ở chỗ là chúng ta lại set được cái width cho cái thẻ. Đúng không? Đấy là cái giá trị, đấy là cái đặc điểm của thằng inline block. Hết phim. Có vậy thôi. Chúng ta có block, inline và inline block. Là ba thằng này nó phân biệt rất là rõ ràng với nhau. Trừ thằng inline block, online của hai thằng kia. Vậy thôi, đơn giản. Được chưa? Với thằng inline block và block thì bây giờ chúng ta thử vẽ cho tôi cái hình này xem chúng ta có ứng dụng được không nhé. Nhắc lại lần hỏi lại lần này, các anh hiểu cái ba thằng này chưa?
inline, cross và inline. Rồi, vẽ lại thử đôi hình này. Đấy nhá. Tôi có ba, tôi có một cái website nó rộng một này. Được chưa? Tôi có một cái hình ở bên này là màu đỏ. Đỏ. Hình bên này là màu xanh. Lá cây. Hình bên này xanh da trời. Ba cái này là ba cái ít. Được chưa? Các bạn chia nó, chia cái độ rộng này làm sao là thành phần trăm được không? Đơn vị của nó độ rộng nó là phần trăm. Làm sao cho ba cái thẻ này khoảng cách giữa chúng nó ít nhất là phải rơi vào 10 pixel. Được chưa? Khoảng cách của nó là rơi vào 10 pixel. Màu đây rồi. Được chưa? Và nó nằm trên cùng một dòng. Ba thẻ này phải hiển thị trên cùng một dòng được không? Luôn. Thử đi. Xem là dùng cái thuộc tính gì. Xét các cái giá trị ra làm sao. Chuyển hết sang dùng class nhá. Cho tôi ba cái thẻ này. Nếu mà nắm được cái này thì chúng ta mới làm được những cái giao diện nó phức tạp.
Xong chưa? Chờ một tí. Đây sẽ là bài tập về nhà cho các bạn. Label.
Này lesson 6 đúng không? Đây nhá. Chúng ta về làm cho tôi bài tập này. Xây dựng các thẻ div hoặc là article hoặc là section gì đấy. Chia nó ra màn hình trông như này cho tôi. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái thẻ bao ngoài. Thẻ bao ngoài này. Thấy không? Và căn giữa ở hai bên. Cái việc căn giữa này cực kỳ dễ, tôi hướng dẫn luôn nhá. Ví dụ này. Tôi xóa hết cái mớ này đi nhá. Tôi có một cái thẻ div có class là container. Được chưa? Xong bây giờ tôi set căn giữa cho các bạn xem này. Container này, đây chúng ta có margin auto phát. Thằng này có width bằng là 960 pixel. Background là màu DE. Nó hơi xám xám một tí. Bạn xem nhé. À chưa có 2. Min 2 bằng 600 pixel. Min 2 là độ dài ngắn nhất. Đấy các bạn thấy nó căn giữa chưa? Đúng chưa? Căn giữa này cực kỳ dễ. Chúng ta chỉ cần margin auto phát tự động căn giữa. Không phải làm gì hơn. Mark hay là, đấy là một cách. Cách thứ hai là các bạn có thể set cho nó là margin left bằng auto margin left, margin right auto phát nó cũng căn giữa luôn. Được chưa? Tiếp theo này, bây giờ tôi giải thích qua cái hình này một chút này. Đầu tiên có một cái khung bao phía ngoài. Độ rộng của nó là 960 pixel. Nốt vào cho tôi. Cái khung bao ngoài này, độ rộng của nó là 960 pixel. Sau đó chúng ta có hai cái thẻ ở phía trên này. Hai cái thẻ ở phía trên này. Một cái thẻ đó sẽ để là logo của chúng ta. Được chưa? Cái độ rộng của nó là 240 pixel. Các bạn set cho mỗi cái ô nhỏ của tôi nhá. Mỗi cái ô nhỏ, ô logo này, ô bên cạnh này, ô này. Những cái ô này mỗi ô một màu. Để cho nó phân tách rõ ràng là cái khái niệm nó sẽ hình thành cho chúng ta cái khái niệm là layout. Được chưa? Chúng ta cứ set cho nó chiều rộng, chiều dài thì nó sẽ những cái thằng này, ví dụ hai thằng này có tổng chiều rộng mà chưa lớn hơn 960 thì nó sẽ còn nằm trên một dòng. Hình dung không? Nếu mà nó dài hơn 960 tự động nó đẩy ở dưới. Được chưa nhỉ? Đó. Thì đầu tiên logo này bên này sẽ, sau này nó sẽ là cái thanh menu của chúng ta. Cái navigation. Bây giờ sau này nó sẽ là cái navigation của chúng ta ở đây. Được chưa? Các bạn cứ set cho cái này một màu. Chỉ cần nhét màu thôi, chưa các bạn cần phải, các bạn phải làm hình hài gì cả. Được chưa? Bài này cố gắng làm hoàn thiện nha, nó sẽ rất là tốt. Tiếp theo này, các bạn thấy này, ở dưới này tôi có một cái hình to đúng không? Hình to đúng không? Đây là main image, main cái bài viết chính, bài viết cần nổi bật của chúng ta ấy, hot article ấy, thì sẽ đặt ở đây. Cái này nó sẽ bằng 640 pixel. Tổng chiều ngang của toàn bộ là bằng 960 rồi đúng không? Thế vậy thì thằng này bằng 240 thì phải tự động tập cộng, tính lại thằng này bằng bao nhiêu thì tự tính nhá. Được chưa? Thằng này bằng 640 này. Được chưa? Thằng này bằng 640 này. Thì ở hai thằng này thì làm nào? Hai cái thằng bên này thì làm nào? Chúng ta có một cái thẻ ngang hàng với thẻ to này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ cho cái chiều rộng của nó, làm sao chiều rộng của cái thằng to, thằng nhỏ bên này cộng với thằng này bằng 960 tự động nó sẽ nằm trên một dòng, xong. Được chưa? Bây giờ ở trong cái thằng to này, ở trong cái thằng nhỏ này, chúng ta set hai cái hình nữa, hai cái thẻ div nữa. Mỗi thẻ có chiều rộng bằng cái chiều rộng của thằng cha hoặc là nhỏ hơn một chút. Thì là tự động hai thằng nó không cộng được bằng cái chiều rộng của thằng cha, tự động sẽ bị đẩy ra. Được chưa? Và cái chiều cao của hai thằng này bằng chiều cao của cái thằng cha này chia đôi thì là tự động nó nằm lọt thỏm vào giữa. Xong phim. Đúng không? Thì cái chiều cao của nó, chiều cao ở đây chúng ta lấy bằng 400 pixel cho thằng lớn này. Ghi vào. Tiếp theo xuống dòng thì chúng ta sẽ có liên tiếp là bốn cái thẻ con. Ở đây là bốn, đây sau này nó sẽ là bốn cái bài viết thuộc về một danh mục nào đấy của chúng ta.
nó sẽ là bốn cái hình, bốn cái khung ở đây của chúng ta. Mỗi khung này bằng 1/4 960 chia 4 bằng 240, đúng không? Chiều cao vẫn bằng 200 pixel, ở trên bằng 400 này, ở dưới này bằng 200 này. Được chưa? Còn thằng này sau này nó sẽ là cái footer, là thông tin của website, thì là cái thằng này nó sẽ có chiều rộng bằng 960. Tôi vẽ này để phân biệt thôi, chứ thực ra chiều rộng của nó bằng 960 pixel và cái chiều cao của nó bằng 150 pixel. Đó, bôi cho nó mỗi thứ một màu. Thấy chưa nhỉ? Để tôi viết text vào đây nhá. Viết text vào đây để cho chúng ta dễ phân biệt. Cái thằng này nó sẽ bằng 240 nhân với 90 pixel. Thằng này sẽ bằng 960 trừ 240 bao nhiêu nhỉ? 680 à? Ở đâu? 620 nhân 90, 720 à? 720, được chưa? Đó. Bên này thằng này nó sẽ bằng 640, 640 nhân với lại 400. Như nhỉ? B thằng này sang. Thằng này nó sẽ bằng 230 nhân với 200. Thằng dưới này cũng vậy. Đúng không? Còn thằng bao ngoài các bạn phải tự tìm cách làm được. Được chưa? Tôi không xử lý phần đấy. 320 à? 310 đi. Mỗi thằng này của chúng ta là 240 nhân 1 nhân 200. Màu gì thì chúng ta tùy chúng ta nhé. Miễn là sao phân tách cho tôi được nó thành các cái màu khác nhau để tôi dễ phân biệt. Mỗi một ô này là một màu. Xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, nâu, đen, trắng, các thứ các kiểu. Cái thằng này nó sẽ bằng 960 nhân 150. Đó. Cái thằng khung này line. Tôi viết lên trên này nhé, cố gắng đọc một chút. Ở đây bằng 960 nhân với 1000, 960. Chết. Xếp xuống. Export ra. Rồi đấy. Đấy, hình của chúng ta như thế này. Các bạn nào thắc mắc gì nữa không? Đó, cố gắng làm nhá. Bài này tôi sẽ để cho chúng ta đến tận sáng thứ tư. Sáng thứ tư và chiều tôi sẽ chữa. Được chưa? Bài này deadline vào 10 giờ. 10 giờ sáng thứ tư. Đây nha, tôi up cái ảnh lên.
Ngày thứ tư là ngày bao nhiêu nhỉ? Tháng 9 rồi đúng không? Lớp trưởng điểm danh đi. Đặt đúng thư mục, đặt cùng thư mục với CS thì không phải chấm chấm sược. Hả? Cái gì? Trần. Đoàn Thế Đạt. Nguyễn Xuân Hiếu. Nguyễn Văn Linh. Hoàng Mạnh Hùng. Tạ Minh Hùng. Liễu Văn Dũng. Phạm Văn Duy. Hoàng Văn Minh. Trần Hữu Minh. Vũ Văn Minh. Đào Thị Nga. Hoàng Thị Ngân. Có. Đỗ Minh Nghĩa. Tuấn Quang Nhật. Nguyễn Văn Quang. Đỗ Thành Tâm. Đặng Quốc Thắng. Nguyễn Quý Thành. Nguyễn Trung Tiến. Lê Quang Trí. Cao Việt Tùng. Phạm Như Tùng. Lại chờ tên không?